Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Có một câu chuyện không vui vừa xảy ra là mấy cái cây ăn thịt người mới trồng á, nó bị một cái con mà chơi dơ nó sát hại rồi. Có con này nè, khung đó đó, người ta trồng cây rồi lấy thịt dơm bay chọi vô cho chết cây người ta, chơi dơ vừa vừa thôi. Thiệt tình, nó chọi xong mình quýnh không cái không chết nổi cái con xương luôn cơ. Cay thật. Mấy con này quá lắm rồi, không thể nào chấp nhận được luôn. Ôi, nữa. Bắn ngay bắn mặt rồi đó, mà nó còn gì đó. Cay ghê luôn, mình trồng lâu lắm thì ba cái cây bên kia mới lớn, mình ăn thịt hết trơn rồi. Không, chính xác hơn là nó phá. Bực thiệt. Và mình đã làm xong hai cái ụ cho hai em rồng băng và rồng lửa. Nhưng mà em rồng bầu trời, mình không biết phải xây bằng cái vật liệu gì. Chắc mình sẽ xây giống như những em trên này quá. Vẫn là lót ở dưới là bằng đá hoặc là bằng gỗ đi ha. Chứ giờ không biết xây gì cho em ấy, chứ để em ấy ngồi cặp cạnh cái hồ này cũng kỳ kỳ. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành pha một mẻ thuốc mới ha. Mình sẽ lấy ra ba cái thủy tinh, làm ba cái lọ. Xong mình sẽ nấu thuốc luôn, mình sẽ nấu ở đây. Đầu tiên thì mình cần phải múc nước trước đã. Xong, mẻ thuốc hôm nay thì mình sẽ nấu là thuốc kháng độc ha. Trong một cái công trình dưới địa ngục thì mình còn kiểu như là một cái mối thù chưa có trả được. Hôm nay thì mình muốn trả cái mối thù đó. Và thuốc kháng độc thì nó sẽ cần răng của cái con Naga nè. Cũng như là cần phải có búa địa ngục nữa. Rồi cần thêm redstone để tăng cái thời gian hiệu lực nó lên. Đấy là ba thứ cần thiết ha. Cho vô hết. Đây, đầu tiên là cho đúng không nhỉ? Coi chính xác không? Thuốc kỳ quặc, à phải nấu thuốc kỳ quặc trước. Chính xác. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ chuẩn bị thêm thức ăn nha. Cà rốt vàng mình gần hết rồi. Ở đây còn hay quá. Táo vàng phù phép mình sẽ mang theo luôn. Tại vì chuyến đi này cũng có thể là lành ít dữ nhiều, nên phải mang theo cà rốt vàng mới được. Táo vàng cũng khó rồi nè. Vũ khí. Cái kiếm ulti may này á thì mình không cần phải ép gì đâu, tại vì nó đã không bị hư rồi, mà sát thương nó cũng rất là cao nữa. Có thể đánh một hit là chết luôn, nên mình sẽ không cần phải ép thêm quá nhiều ha. Rồi mình sẽ cho cái găng con Naga vô để thành thuốc kháng độc nè. Nhưng mà mình phải cần có thuốc kháng lửa nữa. Mình còn thuốc kháng lửa không ta? Ê, nguy hiểm nha, mình hết thuốc kháng lửa rồi đó. Lao nháo là... Ừ, có thuốc may mắn. Cộng 100% may mắn. Ồ, mình vẫn trồng lại được, ngon. Chết nhưng mà vẫn rơi lại cái mầm cây. Được, vậy mình vẫn có thể tiếp tục trồng rồi. Đỡ quá. Đây, thuốc kháng độc 3 phút đã xong rồi nè. Nhưng mà mình sẽ tăng thời gian nó lên bằng cách cho redstone vào ha. Vậy là bây giờ thì mình cần phải nâng cấp cung không ta? Mình còn một cái void netherite nữa. Kiếm mình đã one shot được rồi, bây giờ mình có nên làm một cái cung one shot không? Cung netherite nâng lên thành cung ultimate nè. Vẫn có insta kill nè, tức là mình bắn chúng phát là nó chết luôn á. Nên không ta? Mình nghĩ là nên á, tại vì cận chiến mình đã mạnh rồi, bây giờ mình phải mạnh tấn công tầm xa luôn. Trong này thì mình còn 6 vụn netherite. Mình sẽ lấy ra 4 vụn để làm một cái foil netherite. Công thức của nó là như vậy. Và nâng cấp nó lên tại cái bàn rèn này. Nhưng mà nó vẫn còn dòng enchant. Được, như vậy thì được. Rồi, chơi lớn nha, hôm nay là mình nâng cấp cái cung luôn. Mong rằng là đi khám phá về phải gỡ lại một ít netherite để không thôi là lỗ đó. Rồi, cung ultimate luôn. Xong. Giờ thì thử coi có nên thử với con nào không ta. Gần nhà mình không có con nào để test hết. Ok đi. Giờ thì qua địa ngục test luôn cũng được. Và mẻ thuốc kháng độc 8 phút của mình đã xong rồi nè. Yeah, giờ thì chúng ta chỉ cần qua địa ngục và trả cái mối thù thôi nào. Cái khiên thì chưa. Tại vì cái khiên bóng tối của mình nó đã bị hư rồi. Mình thì không có cái gì để sửa nó lại.
chắc tạm thời thì mình sẽ ép vô cái khiên mình một cái dòng chậm hỏng đi để cho nó dùng lâu lâu. Xuống dưới là mình phải đỡ rất là nhiều đó. Chớp điện, chân lạnh, sức mạnh, không có chậm hỏng ta. Gai nữa. Chậm hỏng trong đây có cái món nào có không? Sửa chữa. Chậm hỏng 3. Lấy luôn quá, hơi lỗ cái hiệu suất. Mình kiếm cái nào có cái chậm hỏng không thôi. Chậm hỏng 2 nè. Chậm hỏng 2, ok lấy cái này đi. Chậm hỏng 2 cũng tốt rồi đó. Một cuốn sách nữa. Rồi, tách ra. Xong ép vô cái khiên thôi. Đây, chậm hỏng 2, ngon nghẻ liền. Đi thôi, đi thôi. Chuyến này đi là mong rằng mình an toàn trở về nha. Tại vì lần nào xuống địa ngục á là mình cũng ăn hành hết. Không biết lần này nó có giống như những lần trước hay không. Hy vọng là vũ khí mới thì mình sẽ không có ăn hành nữa ha. Không biết là... Ui, ui, ui. Những con kia nó còn bay bằng cái cánh cứng không ta? Hết rồi, lần này hết có những cái con bay bay bằng cánh cứng rồi. Có đồ nè. À, láo tét. Láo tét hả? Láo tét hả? Vô đây. Hôm nay mình có kiếm mới rồi, cái con này từ hôm bữa tới bữa nay nó vẫn chưa xuống. Ăn táo cái gì, quýnh nó cho mình khối vàng luôn. Ngon. Mình sẽ tìm một cái lối đi xuống dưới cái đó. Chứ trên này không, không ổn đâu. Đường này không có đường xuống. Xuống đường này luôn. Hơi nguy hiểm nhưng mà làm liều. Ui dạ. Rồi đường xuống đâu, đường xuống đâu? Cho tôi xin cái đường xuống. Ui cái đường này là xuống là không có đi ra được á. Qua đây. Cái gì bom nổ vậy? Đây rồi, đường xuống đây rồi, đường xuống đây rồi. Có đồ luôn. Kim cương. Hớp bạc, hớp bạc. Hiệu sức 5 luôn nè. Ê, nó có dụng cụ netherite nè, hai cái rìu bằng netherite luôn. Wow. VIP thiệt chứ. Không ngờ nó lại giàu đến như vậy. Mình nghĩ là nó sẽ còn nhiều netherite nữa nếu như mình phá đảo hết công trình này. Láo nháo hả, vô đây. Vô đây, hôm nay mình hơi bị chiến. Hôm nay mình hơi bị chiến. Có đường ngầm, đây, 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 có đường. Toàn là gạch xong hả. Ôi, con này, con này, con thịt. Con chọi thuốc nè. Là cái con chọi thuốc mình nói nè. Kháng độc. Thuốc kháng độc. Yes. Kháng được độc rồi. Giờ thì tha hồ mà quẩy. Có rương nữa nè. Vì là cái chỗ này là cái chỗ vật liệu xây dựng rồi. Ok, vật liệu xây dựng thì mình đánh dấu lại luôn. Vật liệu xây dựng hả? Bích cái đường lại để lần sau mình không vô nữa. Bích ngay đây lại. Rồi, xong một hướng. Mà hướng bên đây. Nó có cái banner đẹp ghê luôn nè. Không lụm thì phí. Và cái này giống như là cái ghế của nó luôn. Blazing Hatchet. À cái này kiểu như là cái đồ chặt cây hay sao á. Cái rìu kim cương. Ồ, lụm luôn. Ai kêu ngươi treo lên chi. Ta lụm luôn. Tịch thu luôn. Còn gì không? Trong đây có rương không? Cái này là cái chỗ vương miệng mà ta. Ủa cái ngai vàng mà. Mà không có đồ à. Núp núp cái gì. Hết chuyện tấm lava. Chừa chừa cái tấm áp lực này mình nghi lắm. Đạp ra đi. Không thôi nó có bơm ở dưới chết á. Có rương nè. À cái rương bên đây thì nó cũng không có đồ xịn. Qua đây thì bắt đầu có vàng. Hình như cái này là cái phòng bếp á. Mình thấy có đồ ăn quá trời luôn nè. Rồi chính xác luôn. Ăn luôn. Hôm bữa mình xuống đây đông lắm mà sao lần này xuống nó không còn đông như lần trước rồi. Lần này xuống nó vắng tanh à. Thời thế thay đổi. Cái mấy thanh niên này cũng rén liền. Vác cái kiếm ưu tiên mày xuống là quýu liền. Phục hận, phục hận ha. À cái hướng này quen vậy ta. Vẫn là cái khu mà vật liệu xây dựng nè. Nó có rất là nhiều đồ xây dựng công trình này ha. To đấy, to đấy. Rồi, giờ thì mình sẽ rẽ qua hướng cái chỗ bên này. Còn hướng ra bên ngoài nè. Mình nhớ lần trước là qua đây xong là mình suýt chết xong là mình té mất tiêu luôn. Chắc mình sẽ lên lầu để kiểm tra lại quá. Coi đây có rương không? Không có. Rồi, lên lầu và kiểm tra lại nha. Lần trước tới đây là mình bắt đầu mình quýu quýu mình chạy mất rồi. Lần này thì không. Nó có cái giá treo đồ cầm cúp cơ. Vô luôn.
nhưng mà không qua bên đó được. Mình sẽ đi đường vòng. Ủa sao nhiều sắt vậy? Cúp vẹn mày niên. Lậm hết. Giàu to rồi, 14 khối sắt luôn. Ủa? Ê? Nó để cái phone and drip trên cái đe luôn nè. Người để đó ta lậm luôn, tịch thu hết. Cái công trình này giàu lắm luôn á. Tại lần trước mình yếu quá nên mình không khám phá được thôi. Lần này mình đã mạnh hơn xíu rồi nên mình tự tin quay lại đây liền. Phục hận. À đây là giống như một cái thư viện nha. Ồ nó chọt thuốc à. Ê mình oh no. Mình chỉ kháng được độc chứ không kháng được sát thương tức thì. Nó dám chọi thuốc hả? Chọi thuốc nè. Lại đây. Cùng mới của mình mà nó. Mà nó dám chống. Đó thấy chưa, nó chọi thuốc. Ác chưa. Lượm kim cương. Lượm hết. Có đồ không? Đây đây có đồ. Sách nè. Sửa chữa luôn. Nhảy. Một quyển sách tùm lum tè le. Không biết nó ghi gì trong đây mà nhảy chữ gì. Quá trời chữ rồi. Chữ cái gì biết, cất vô lại. Sách sửa chữa nữa nè. Cái thư viện này giàu thiệt ha. Giàu hơn thư viện ở dưới cái son hâu luôn. Làm hết, tịch thu hết sách của nó luôn. Rồi. Trong đây còn nữa nè. Quá nhiều sách cho mình mang về. Chắc mình phải cất bớt sách vô trong quá. Nó choáng rất là nhiều diện tích kho đồ. Rồi sạch đồ rồi. Cái anh này thì không có đánh mình ha. Biết thân biết phận đó. Không đánh thì tốt. Cho sống. Rồi đi xuống cầu thang này mình sẽ tới đâu đây? Oh. Oh man. Ê. Kim cương. Nữa hả? Thôi ngại lắm. Đừng đừng. Cho tôi ngại lắm. Không được đâu. Gia tài hay mà đập lần ra không biết bao nhiêu viên nữa. Hồi nãy mình quên để ý mất rồi. Một cái chỗ nga vàng này. À mình khám phá rồi hả? À vậy là cái này giống như là cái lượng đường tắt đi lên vậy. Ồ mà làm sao qua bên kia? Ba cua à? Thử thách ba cua à? Ba cua luôn. Thử thách ba cua. Nhảy qua đây. Cái này là cây cúp bình thường thôi. Phải cúp netherite thì ngon ha. Nhảy qua. Xong. Chỗ này là chỗ nào đây? Không có đồ. Sao giống như mình lướt đây rồi ta, sao không có đồ trơn vậy? Vậy là mình đã xong thêm một hướng nữa rồi. Giờ thì mình sẽ đi qua hướng nào nữa nhờ? Tìm chỗ trung tâm quá. Cho là chỗ trung tâm đi. Ừ, có bánh, ăn thêm bánh. Bánh free mà. Chỗ trung tâm thì mình sẽ rẽ bên trái á. Hướng bên này hình như mình chưa khám phá nè. Hôm nay quay lại khám phá cho sạch luôn. Cái quặng này làm cái gì? Brimstone. Làm cái bột gì đó. Từ cái bột làm ra được cây kiếm. Oh. Được vậy. Giữ luôn. Giữ làm mẫu. Rồi hướng bên đây thì giống như là cái cổng vào nè. Ồ chính xác luôn. Cái này là cái cổng vào ha. Chẳng qua là nó bị bít bởi cái đống đá ba gian này nên mình không thấy được. Ra là vậy. Trên kia nó xây quá trời vàng kìa. Mình không biết trên đó nó có gì mà nó xây nhiều vàng vậy ta. Để mình bay vô mình kiểm tra thử nha. Ê. Nó còn để hẳn một cái cục nether mảnh vỡ của đại đây nè. Để hở là ta bới vô túi liền. Cho ngươi nghỉ xài luôn. Ui hình như có cái tên nào nó bắn qua mình á. Hello mấy cưng. Ui đâu ra vậy? Nó bay qua. Thì ra là nó bay qua đây. Mình sẽ sử dụng cây cướp Van Manning. Mình lấy hết sắt ở đây cái đó. Ui da gớt ở dưới nữa. Bên đây nó còn để hở cái Fornederit nữa không? Mình lấy nốt luôn. Có không? Có vàng nè. Có vẻ nó chỉ có vàng thôi. Trời, nó bắn chết đồng đội của nó luôn kìa. Ác chưa? À anh này chọi chọi mình hả? Chọi mấy cái con này là để cắn mình á. Chứ nó chỉ còn vàng thôi à. Ui sao bay không được. Rồi bay lên. Cái này là một cái
Cái pho tượng nè, nhìn kỹ nè, mình sẽ thấy được một cái pho tượng ở Bích Liên luôn. Ghê thiệt. Nguy hiểm chưa, nguy hiểm chưa? Và nó chỉ có một cái khối mảnh vỡ cổ đại thôi. Nhảy quá. Xong, vậy thì bây giờ mình đổi hướng khám phá thôi. Và đây nó có gì nữa nè. Chui vô, chui vô. Chui vô. Đột nhập thành công. Đây là khu trưng bày áo giáp của bọn chúng. Quần kim cương hả? Quần hư nữa chứ. Đồ đây giống như vậy. Cái khu này tầng trên mà đồ lại dởm hơn cả tầng dưới. Buồn ghê. Thôi không sao. Hướng này dởm thì mình đi hướng khác. Ở đây còn nhiều hướng mà. Mình thử mình đi lên chỗ cao nhất luôn coi. Tại vì mình có cánh á, nên mình khám phá khá là thoải mái luôn. Thích hướng nào thì đi hướng đó nè. Có cánh mà. Bay qua. Đấy. Ui nó đang hướng nướng con heo luôn nè. Con heo xấu số bình em đi quay rồi. Thiệt luôn á, tội nghiệp vậy. Ủa mà không biết nướng vậy có chín không ta? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chín không? Mình coi coi thịt nó chín chưa. Ủa con heo còn sống luôn nha. Ác vậy. Sao bọn này ác. Ác vậy. À bắn à. Thì ra mấy con này nãy giờ nó bắn mình. Thích bắn không? Thích bắn nhau không? Trên đây nó không có đường xuống mấy ác nè. À trên đây có cái lỗ để mình trèo lên cái lỗ đó. Mình có ít block. Đập ra. Ui 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 nó chọi liên quan thuốc qua mình. Chọi thuốc nè. Rồi đi lên đi lên. Mình đập được một ít block rồi. Không biết là trên đây có gì đây. Ủa cái này căn phòng này nhìn sáng sủa lắm. Nó có xây sẵn một cái cánh cổng địa ngục nè. Chỉ cần mình kích hoạt thôi. Trong đây có những cái khối lăn trụ biển. Cũng được. Đem về làm vật liệu xây dựng. Có nước. Vô lý. Địa ngục mà có nước. Ồ thì ra mấy tên này cũng tàn trữ nước ở dưới này luôn. Tại vì địa ngục là mình, ví dụ nha, mình đổ xô nước ra là nó bốc hơi liền, chứ không có giữ nguyên được đâu. Từ khi mình đổ vô cái chậu này thì ra là nó ém hàng. Rồi trên đây là chỗ để nước của bọn chúng ha. Mình sẽ đổi qua khu bên đây đi. Rồi qua đây. Bên đây coi. Có gì không? Có đường xuống không? Bên đây cũng không có đường xuống luôn. Mình bay qua đây luôn quá. Đi liên tục để tìm đường vô nè. Có chưa? Rồi đi vô đường này. Quyết định rồi. Xuống. Đu dây xuống. Cái này lại là một cái bếp khác nữa. Cái bếp ở tầng 2 hay sao ấy. Nó xuống, nó đi, nó di chuyển chủ yếu bằng cái hệ thống dây leo ha. Ra là vậy. Rồi nãy giờ thì mình đã khám phá được ở mấy chỗ trung tâm rồi. Hình như còn tầng cao nhất mình chưa khám phá thôi. Để mình bay lên tầng cao nhất. Tiếp lên đây luôn. Đáp vô, đáp vô. Đây là tầng cao nhất nè. Sao mình không thấy có đồ hay là quái vật gì đây ta? Chẳng lẽ không ai canh gác ở đây à? Ê à? Đột nhập vô thử coi. Ui ở đây có mấy cây nấm, nấm thấy ghê lắm. Nấm hung dữ, nấm hung dữ nè. Đi lên trên cao thử. Đi, trèo lên. Đu dây leo, đu dây leo. À, người gình ở đây. Người gình nhầm người rồi. Có người gác ở đây nhưng mà sao không có đồ ta? Trên đây cũng đâu còn gì đó. Lạ thiệt ha. Có người gác mà không có đồ. Dưới này cũng không luôn. Buồn vậy. Tưởng đâu trên đây hốt bạc chứ. Nhưng không, nó không có gì hết. Thử mình đột nhập vô đây thử. Vô. Cái này là cái giường ngủ nè. Mình hình dung cái này ra cái giường ngủ nè. Giường ngủ xây sáng sủa đẹp đẽ quá mà không có cất đồ. Rồi bọn chúng xây như vậy rồi bọn chúng lên kiểu gì ta? Mình cũng không biết bọn chúng sẽ lên trên đây theo cách nào luôn ấy.
nó bít hết trơn đường đi rồi, mình đi mình phải đục tường á. Rồi luôn, cái tên nào mà ngủ cái giường này là đúng kiểu ngủ cảm giác mạnh luôn á. Ngủ sáng dậy mất tiêu cái nịch luôn. Nó cháy hết. Là ba mà. Oh my god. Khoan. Hình như. Ôi cái gì? Ôi cái gì á? Ôi. Ê. Ôi sao bắt cóc tôi vô đây? Sao em? Ủa đây là đâu tôi? Sao? Ê giỡn gì không vui? Ủa có cái làm spawn luôn nè. Con này, người dám bắt cóc tao vô đây hả? Tới công chuyện ngươi rồi. Hết chuyện luôn, tự nhiên bị bắt cóc vô đây trời. Ồ, có đường. Ê? được, bắt cóc kiểu này được. Ngon. Chấp nhận luôn, cho các người bắt cóc ta luôn. Rồi thuốc này thuốc gì đây? Thuốc tàng hình á. Nóc bình chơi coi. Rồi, tàng hình chưa? Tàng hình mà còn bộ giáp. Đi tiếp. À, cái này giống như là một cái mê cung vậy á. Nhưng mà cách đi thì khá là dễ ha, mình chỉ cần mở đường thôi. Rồi, có tầng lầu luôn nè. À, đi ra rồi. Yes, thành công. Mời ghê. Tự nhiên bắt cóc người ta không nói ông rằng trơn. Tại mình thấy ở đây có cái cục gì lạ. Mình tò mò, mình muốn coi thử. Đây là trên đỉnh đó nè. Bên kia có rương nè. Lại tới cái rương liền. Cho mình sách gì? Chạm hỏng luôn. Được quá chứ. Cũng được ít đồ giá trị đó. Ôi, không. Mình đánh cái con gì á nó. Ấy. Mình đụng chúng nó dữ rồi. Ai vui. Mình đánh nó xong á, cái nó bao bọc mình bằng cái gì luôn. Nè cái con đó. Mình không nên đánh nha. Mình đánh là nó sẽ trả thù mình đó. Nè. Shroom Loin. Đấy, né con này ra, không nên đánh. Phải yêu thương nó. Không là tới công chuyện với nó đây. Nó hơi bị nóng. Rồi trên này cũng có rương nữa nè. Thuốc sức mạnh. Ngon, sức mạnh để đánh nhau đúng không? Spore. Spore là loại gì? Lọ máu hả? Hay loại gì vậy? Đậm đi. Bỏ túi đi. Về tính sao? Ủa, ban nãy mình thấy ở đây nó có cái cục gì mà ta? Sao tự nhiên nó xuất hiện cái công trình này làm mình hơi bất ngờ ấy? Mình vừa search một vài đường trên Google á, thì mình phát hiện đây là công trình của boss nha, chứ không phải công trình bình thường đâu. Khoan, để mình lấy hết đồ ở đây rồi nói chuyện tiếp. Rồi, và cái công trình này thì nó tương tự với công trình ở thành phố kết thúc á, là mình vẫn có thể đánh boss, nhưng mà mình phải tốn một cái sao nether để đánh nó. Và con boss thì nó sẽ nằm ở chỗ trung tâm, ngay chỗ này. Mình sẽ đi xuống dưới ha. Đó, dưới có rất nhiều đường khác nhau kìa. Ui da, té đau đấy. Rồi. Nhưng mà hướng này vẫn chưa đâu. Mình còn phải đi xuống dưới nữa. Xuống dưới tít dưới này luôn. Đó. Mình sẽ thấy được cái cục này là Nether Keeper On Star nè. Đó, mình sẽ cho cái sao Nether vô trong đó ha. Mình có một cái sao Nether ở đây. Và mình sẽ triệu hồi nó luôn. Không biết là với cái kiếm Ultimate. Không, lần này không dùng kiếm, dùng cung đi. Cùng Ultimate mình có thể quan sát được cái con Nether Keeper này không nha. Vô. Ui, nó đây nè. Ui. Mình sẽ bắn nó. Nó chết rồi. Thế là xong rồi. Mình bây giờ á. Trong một bộ phim siêu anh hùng có nhân vật tên là One Punch Man. Thì một đấm chết luôn, còn mình là một bắn chết luôn. Cái này là One Hit Man rồi. Một bắn là đi luôn à. Con boss này nó cho mình một cái Ancient Fire nè, kiểu như lửa cổ nè. Làm được cái búa luôn. Wow. Một xíu về nhà mình làm cái búa thử nha. Mình còn phải có gạch này nữa hả? Ok, lượm vài cục gạch về luôn. Gạch có sẵn mà. Đỡ phải đào. Ê, mất rồi. Ê, lại mất.
Thôi đi lên đào mấy cục ở trên đi. Lắc quá à, trong này nó hơi lắc á. Mình không hiểu sao nó lại lắc như vậy nữa. Lần nào xuống đây mình cũng thấy lắc hết. Đập đây có không? Nè đây đây còn nè, đây còn nè. Mình sẽ lấy cỡ 6 bay cục gì đó để đều đủ làm công thức á. Rồi. Còn thiếu gì không? Còn thiếu cái búa này. Búa này về nhà làm cũng được. Không sao hết. Cháy 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 cháy. Bay. Lắc quá. Công trình gì đâu mà lắc như quỷ vậy. Chịu không nổi luôn. Bớt lắc lên đi. Bớt lắc lên. Ui dồi ôi, nó lắc. Tung nóc luôn. Mà hên là mình vẫn giết được con boss đó. Ngoài ra thì nó mở cho mình một cái thành tựu ở trong cái phần nhiệm vụ nè. Đây, nó cho mình một point netherite cũng như là kinh nghiệm ha. Xong, bây giờ thì mình còn phải tìm thêm một cái con boss nữa là con Gas. Gas ơi là Gas, núp cho kỹ nha cưng. Hôm nay anh mà tìm được cưng thì tới công chuyện với cưng luôn. Anh hơi hên rồi đó. Đối anh bắt được em. Về nhà rồi, làm đồ thôi, làm búa thôi. Đây, công thức thì khá là easy với mình giai đoạn hiện tại ha. Mình sẽ đặt búa đây, gạch xung quanh và ngọn lửa cổ xưa vô chính giữa. Thế là mình sẽ làm được cây búa Nether. Wow, và mình có thể nấu cái block luôn hả? Mình đập xong là mình tự nấu luôn. Ôi, mình chế tạo xong mình vẫn còn cái ngọn lửa nè. Mình đặt xuống đất được không vậy? Không đặt xuống đất được. Chắc mình sẽ cho vô đây đi. Ngọn lửa cổ mà, phải treo lên trưng bày. Và cái búa Nether này á, nó có để làm mail the block, tức là mình có thể đập được. Ủa, mình nấu được block á. Thí nghiệm luôn ha. Mình sẽ thử mình kiếm kiếm sắt hay cái gì đó mình đào hết đi. Hoặc là qua đây đi. Qua đây coi coi có này đá nè, ví dụ đá nấu lên là thành đá mịn luôn. Dữ nha. Cái này nấu phát ra đập phát ra copper luôn nè. Cái này đi mai tiện lắm. Tại vì mình không cần phải tốn cái thời gian mà mình nấu khoáng sản lên đó. Bá cháy luôn. Đúng là cây búa từ ngọn lửa cổ mà. Quá dữ. Hôm nay có búa xịn rồi nha. Rồi, và chắc mình sẽ tiếp tục cái chặng đường đi khám phá của mình quá. Hôm qua thì mình đã khám phá được thêm một vài vùng đất mới rồi. Hôm nay vẫn như vậy, mình sẽ cố gắng tìm thêm vài vùng đất mới ha. Và mong rằng trong đó có vùng băng. Tại vì mình vẫn chưa gặp được vùng băng trong chuyến khám phá tìm sa mạc á. Hên là gặp được sa mạc đó nha. Tưởng nó không gặp được sa mạc là buồn hiu đi về luôn đó. Ê, sao đây có băng nè? Đúng không? Trời ơi, két. Trời, sao két thì mù vàng đi. Két mù xanh người ta là mừng hụt mà, thiệt luôn. Trời ơi, tưởng đâu hôm nay mình có cái để khoe với các bạn rồi. Băng nè. Yeah. Khoe được rồi, mình đã tìm được vùng băng rồi. Yes. Và trên vùng băng thì mình sẽ thấy được đây là những bé chim cánh cụt nè. Chim cánh cụt dễ thương nhỉ. Có trứng không? Cái này cái trứng. À không, cái này chim cánh cụt con. Sao có chút tẹo vậy trời. Chứ bự bự đi. Cái này là hải cẩu nè đúng không? Đúng rồi, hải cẩu nằm ưỡn bụng ra nè. Coi mẹ ngủ chưa. Nằm ưỡn bụng ra luôn. Quá dữ. Tìm được băng rồi. Nhưng mà sẽ tuyệt vời hơn nếu như gặp được vùng tuyết nữa. Làm ơn, lỡ cho gặp băng rồi cho gặp tuyết luôn đi. Cái này là cái gì? Trong này có gì không? Trong này có đồ không? Không, trong này không có đồ. Hơi buồn nha. Lấy thêm tên lửa. Rocket ra. Có vẻ là cái này chỉ là một cái mảnh băng á, nó nổi trên mặt nước thôi chứ nó không phải là cái vùng tuyết ha, băng tuyết. Hết vui rồi, buồn tiếp rồi.
đây là giống heo gì lạ vậy? Heo tuyết. Ui, lần đầu mình gặp heo tuyết luôn. Thì ra nó gần dùng lạnh nên nó mới là heo tuyết. Đây rồi, đây rồi. Chị này khoe được rồi, mình đã gặp được cái vùng băng tuyết rồi nè. Yes, à đây là tên gì đây? Y. Không, gọi là... Ui, sao hắn chạy nhanh vậy? Hắn đóng băng mình, sao hắn chạy cơ? À, chơi lầy. Ice. E-logger. Ice, E-logger nè. Mình được một cái cây gậy gì của hắn nè. À, cái này là cây gậy phép của hắn á. Ồ. Mình có thể đặt cục băng trên đầu cái địch nè. Lại thêm một cây gậy phép mới nữa. Mình thử đứng đây nó rớt bể đầu mình không ta? Ờ, không có bể đầu. Không sao. Còn bên đây là công trình nhiều đồ nè. À, lần này thì mình gặp công trình này nó lại có quái cho mình đánh rồi. Công trình này lúc trước mình đi ngang nó không có quái đâu. Rồi luôn, hiểu luôn. Ủa da, đâu vậy? Nó đánh mình đâu á? Mình đánh một con mà nó chết mấy con lân cận luôn kìa. Kiếm mình xịn quá. Ui dồi, không thấy đường, nó bắn mình mù quáng rồi. Không thấy đường. Không thấy gì hết. Trứng rồng. Đồ. Bắn à. Thích bắn không? Wow. Công trình này lần này thì có đồ rồi. Ủa, có quái rồi. Hết ngại rồi, lút tự nhiên đi nha. Trong đây có rất là nhiều đồ luôn. Nhưng mà khoan, tạm gác qua mấy cái công trình này đi. Mình sẽ tập trung chuyên môn hơn. Là mình đã tìm được vùng băng thì mình sẽ tìm cái con gọi là Frostmaw ha, cái con ếch băng. Không biết là nó có núp gần đây không. Mình mong là nó gần đây thôi để mình tìm nó để hoàn thành xong cái nhiệm vụ luôn. Chưa gặp được cái con ếch băng mà mình gặp được con này là con gì đây? Snow Leopard. Ghê vậy. Đúng không ta? Con này con báo đúng không ta? Leopard. Mình không biết chắc nó có phải hay không nhưng mà nhìn khá là đẹp ha. Có ăn cà rốt không? Không, cái này chắc ăn thịt rồi, mèo. Ủa gì? Leopard mà sao mà ăn cà rốt được? Mình cũng bay được vài vòng ở xung quanh đây đó. Nhưng mà mình không thấy ếch băng đâu hết. Su cà na mà. Vậy ta hơi bị quế nha. Gặp được vùng băng hí ha hí hửng nhưng mà không có gặp được ếch băng. Kim tự tháp ngoài vùng băng nữa. Kim tự tháp băng. Lạ nha. Đủ loại kim tự tháp luôn á. Địa ngục cũng có nè. Trên bình thường cũng có. Sa mạc cũng có. Giờ tới băng nè. Mình sẽ đi xuống dưới. Rồi. Ui. Nó không dùng tấm áp lực mà nó dùng cái dây bẫy nha. Đụng vô chắc là nó nổ banh xác quá. Giờ mình xuống dưới mình đập bơm trước. Đập hết bơm. Rồi nó nổ rồi. Rút được thần tốc. Ôi con sông quê. Cây tế nhờ. Không hiểu luôn. Gỡ mình vậy chắc xanh cỏ sớm quá. Ngồi gỡ mìn như đúng rồi ấy. Gỡ xong bơm nó nổ cho banh xét luôn. Không sao hết. Mặc dù hơi quê pha cuối nhưng mà trong chuyến khám phá ngày hôm nay nói chung là đại bội thu ha. Và mình cũng biết được với sức mạnh của cây cung Ultimate này thì mình hoàn toàn có thể one shot được. Từ gài về sau hay gọi đây là one hit bow nha. Cùng một hit nào bắn chúng là chết, chúng là chết ha. Và trong chiến khám phá sau thì mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái con boss còn lại để mình thực hiện những cái phần nhiệm vụ trong này đề ra ha. Rồi, mong rằng mình sẽ sớm thực hiện được. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.